Rồi anh sao? Anh có định về với ba mẹ không? Anh cũng không biết nữa. Nếu không thì em về chung với anh nhá. Sao? Kết mua đèn rồi đúng không? Tỉnh lại đi. Em về với anh coi như là em đại diện cho fan của anh, tiếp cái động lực cho anh thôi, hiểu chưa? Fighting. Không, vậy cũng được. Chị cuối tuần này đi về với anh nha. Thôi, trời cũng hết mưa rồi. Anh đi về đây. Không biết đường về rồi đấy à? Không xong rồi. Cái đà này thì trời không đổ anh rồi em ơi. Không đổ cả em luôn anh ạ. À, cái gì? Giường em còn chỗ trống không? Cho anh ké tối nay nha.